Quyết định sa thải hai vị bộ trưởng của Thủ tướng Israel và lời phản pháo của các bộ trưởng đã gây ra một làn sóng trong thị trường tiền tệ của Israel. Đồng shekel đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm qua so với đồng đô la Mỹ. Cuộc bầu cử sắp tới là để trả lời câu hỏi ai sẽ là người lãnh đạo đất nước đối mặt với những thách thức như an ninh, kinh tế, lãnh thổ. Chúng ta cần một đảng lớn có kinh nghiệm cầm quyền. Đảng Likud là cái tên duy nhất xuất hiện trong suy nghĩ những rạn nước trong chính phủ của ông đã đạt đến đỉnh điểm khi cả hai bộ trưởng đều bị sa thải. Bộ trưởng tài chính bị cho là phá hoại thủ tướng khi hai bên bất đồng ý kiến về việc giảm thuế cho người mua nhà. Trong khi đó, bộ trưởng bộ tư pháp lại bị sa thải do chống lại một dự luật của nhà nước do thái. Sự thật là chúng ta có một thủ tướng đang sợ hãi. Trước những lời qua tiếng lại giữa các lãnh đạo chính trị, thị trường Israel đã có một phiên chào đảo. Đồng shekel đã trượt xuống 1,3% so với đồng đô la Mỹ, mức trượt sâu nhất trong vòng 2 năm. Tổng giám đốc ngân hàng Swam Investment Bank cho biết đồng sek đã mất 15% giá trị trong vòng 2 tháng qua. Đây có thể được xem như là mức thấp kỷ lục trong 2 3 năm trở lại đây so với đồng đô la Mỹ. Chúng ta cần nhớ rằng những biện pháp cải cách có thể bị treo hoặc hủy bỏ. Thị trường bất động sản đang sôi sục, chi phí sinh hoạt cao và đất nước đang chờ đợi một bộ máy lãnh đạo mạnh mẽ hơn.